theo là sinh nhật của bạn Nguyễn Phan Ngân Giang. Bạn Ngân Giang năm nay đã 7 tuổi rồi các bạn à. Và những thành tích bạn ấy có được thì rất đáng ngưỡng mộ nhé. Bạn ấy đoạt giải 3 môn cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng 1 năm 2013 dành cho lứa tuổi U7 này. Và hồi 6 tuổi, bạn ấy cũng đoạt giải 3 giải cờ vua học sinh Từ Liêm năm 2012-2013. Ngoài ra, bạn ấy còn có nhiều lần đoạt giải khi đấu cờ vua với những kiện tướng nữa. Chà chà, bạn Ngân Giang của chúng mình giỏi quá các bạn nhỉ? Và hãy xem ở các môn học khác thì như thế nào nhé. Bạn ấy vẽ rất giỏi này. Và còn đứng lên thuyết trình trước đám đông nữa. Còn bây giờ, chúng mình hãy cùng ngắm bạn Ngân Giang những lúc đi chơi với ông bà và bố mẹ nhé. Sinh nhật bạn Ngân Giang, bố mẹ đã gửi lời chúc tới bạn ấy như thế này. Cún yêu của bố mẹ à, hôm nay trông con thật ra dáng người lớn, khi suốt từ chiều cứ hăng hái sắp xếp bánh kẹo chuẩn bị sinh nhật. Bố mẹ thấy thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào, cún yêu của bố mẹ sinh nhật lần đầu tiên chỉ biết ngồi và bóc bim bim thôi. Vậy mà bây giờ, cún đã biết chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật của mình rồi. Bố mẹ rất hãnh diện về con, cún yêu ạ. Bố mẹ chúc con mạnh dạn hơn nữa ở lớp để có cơ hội được bầu làm lớp trưởng nhé. Đây là niềm mơ ước từ khi học mẫu giáo của con. Và bố mẹ sẽ mong con sẽ mãi yêu cờ vua để giành được nhiều giải thưởng hơn cho trường con nhé. Chà, lời chúc của bố mẹ dành cho bạn Ngân Giang rất tình cảm đúng không nào? Và chúng mình cũng cùng chúc cho bạn Ngân Giang sẽ đạt được những ước mơ của mình nhé. Mỗi sinh nhật qua đi, các bạn sẽ thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui, sự ấm áp và chan chứa tình yêu thương. Đó là những gì mà kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình Kids TV VTC11 muốn gửi tới những bạn nhỏ của chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn, cũng như các phụ huynh đã gửi ảnh và video clip sinh nhật về cho chương trình. Mọi thư từ góp ý xin gửi về địa chỉ. Ban biên tập chương trình Happy Birthday, kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình Kids TV VTC11, tầng 7 tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hoặc gửi về địa chỉ email kidstv@vtc.vn, website www.kidstv.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau.